Mình hướng dẫn với các bạn làm món bim khoai tây hôm nay nhé. Nguyên liệu của mình gồm hai củ khoai tây là 600 g này. Và mình một thìa muối này mình sẽ cho vào bát nước này. Các bạn hòa tan ra. Và một thìa gói bột canh nhé. Bột canh để mình sẵn đấy. Bây giờ mình sẽ đi nạm vỏ. Khi các bạn bọt xong như thế này rồi, các bạn nạo xong vào đây cho mình nhé. Các bạn hòa tan muối đi. Các bạn có thể dùng dao để cắt hoặc là dùng nạo để mình nạo nhé. Như mình này, nạo này, này. Cho vào luôn bát nước muối. Các bạn cứ nạo vào bát nước muối này cho mình, cho nhựa khoai ra đi hết đi. Các bạn phải bỏ hết mắt nó nhé, đừng để mắt ăn không tốt. Khi các bạn nạo xong như thế này rồi, các bạn ngâm cho mình tầm 30 phút nhé. Thì xong đó mình bắc lên bếp để mình chiên nó lên. Sau khi ngâm 30 phút xong như thế này rồi, các bạn cho ra rổ mình cái ráo này để mình đi chiên nhé. Bây giờ mình cho đi chiên. Các bạn cho dầu vào chảo để mình chiên nhé. Dầu phủ như này rồi các bạn cho khoai tây vào để mình chiên. Các bạn chiên vàng nó lên. Khi các bạn chiên xong rồi nhé, thì bây giờ mình cho vào giấy để mình chấm rồi. Bây giờ mình cho vào bát này để mình trộn bột canh. Các bạn cứ chiên cho mình hết nhé. Vì với 600 g mình mới chiên thế này thì mới được một nửa. Các bạn cho bột canh vào để mình trộn. Đây là bột canh mì tôm thì là nó pha sẵn các thứ rồi. Chứ nếu mà như bột canh bình thường mình kia thì mình lại phải cho thêm mì chính như các cái ớt tiết cay vào. Các bạn trộn đều nhé.
Với cách đơn giản như thế này là các bạn có thể làm được một món bim bim khoai tây không có chất bảo quản. Bây giờ mình ăn thử. Các bạn ơi, giòn ngon lắm mà cay cay của mì tôm ấy không khác gì là bim bim mình mua trong gói. Các bạn thích có thể chia sẻ với mình nhé.